Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh của You Speak English. Mình là Nguyên. Và trong video này mình sẽ chia sẻ với các bạn các idioms, các thành ngữ tục ngữ liên quan đến gia đình. Học thành ngữ tục ngữ là một cách rất là tốt để giúp cho các bạn có thể nói tiếng Anh tự nhiên hơn và giống với người bạn ngữ hơn. Và đặc biệt đó là nếu các bạn sử dụng idioms ở trong giao tiếp thì cái cách nói của các bạn sẽ thú vị hơn và phong phú hơn rất là nhiều. Ok, nếu các bạn tò mò thì ở lại xem video và học cùng mình nha. Cách học rất đơn giản, mình sẽ đưa ra các cái cụm từ cần học và chúng ta sẽ tập phát âm những cụm từ này. Và đặc biệt đó là chúng ta sẽ tập đặt câu với các cụm từ này ở trong câu và trong ngữ cảnh để giúp các bạn hiểu hơn cách sử dụng nó ha. Ok, so let's get started. Từ đầu tiên, to run in the family. To run in the family là di truyền ở trong gia đình. Cụm từ này dùng để miêu tả cái đặc điểm nào đó mà hầu hết các thành viên trong gia đình đều có nó. To run in the family, mang yếu tố di truyền. Ví dụ nha, heart disease runs in my family. I try to have a healthy diet and get plenty of exercise. Bệnh tim có sự di truyền ở trong gia đình tôi và tôi cố gắng có một chế độ ăn uống lành mạnh và tập thể dục thật là nhiều. Heart disease là bệnh tim nè. Runs in the family là có sự di truyền trong gia đình của tôi. Và have a healthy diet, có một chế độ ăn uống lành mạnh. Get plenty of exercise, tập thể dục thật là nhiều. Heart disease runs in my family. I try to have a healthy diet and get plenty of exercise. Heart disease runs in my family. I try to have a healthy diet and get plenty of exercise. Okay? Câu ví dụ số 2 cũng liên quan đến cụm runs in the family nè mấy bạn. Harry is very tall and everyone in his family is tall. It runs in the family. Harry rất là cao và mọi người trong gia đình anh ấy đều rất là cao. Nó là sự di truyền rồi. Harry is very tall and everyone in his family is tall. It runs in the family. Harry is very tall and everyone in his family is tall. It runs in the family. Ok, rồi. Cụm số 2 nha các bạn. Like father, like son. Like father, like son là cha nào con nấy. Like father, like son là dùng để miêu tả cái việc đó là con trai thì rất là giống ba hoặc là con gái thì rất là giống ba ha. Yes, nói chung là những đứa con thì rất là giống cha của mình. Like father, like son. Ví dụ, I am tall just like my father and we have the same smile. Like father, like son. Tôi cao giống bố của tôi và chúng tôi có nụ cười giống nhau nữa. Đúng là cha nào con nấy. I'm tall just like my father and we have the same smile. Like father, like son. I'm tall just like my father and we have the same smile. Like father, like son. Ok, cụm số 3 nha các bạn. Like two peas in the same pot. Like two peas in the same pot. Có nghĩa là anh em giống nhau như đúc, giống nhau như in. Cụm này dùng để miêu tả đó là anh chị em trong nhà rất là giống nhau. Và thường thì người ta sử dụng để miêu tả những cặp anh chị em sinh đôi đó các bạn. Mình lấy ví dụ. The twins like two peas in the same pot. I can't tell them apart, though I meet them every day at class. Cặp song sinh giống nhau như đúc, tôi không thể phân biệt họ mặc dù tôi gặp họ hàng ngày ở lớp. The twins ở đây là cặp song sinh. Like two peas in the same pot. Giống nhau như đúc vậy đó. Và I can't tell them apart. Tôi không thể phân biệt được họ. Though là mặc dù nè. I meet them every day at class. Tôi gặp họ mỗi ngày ở lớp. The twins like two peas in the same pot. I can't tell them apart, though I meet them every day at class. The twins like two peas in the same pot. I can't tell them apart, though I meet them every day at class. Okay. Rồi, cụm số 4 nha các bạn. To follow in someone's footsteps. Nối gót ai đó, theo gương một ai đó ở trong gia đình của mình. To follow in someone's footsteps. To follow in someone's footsteps. Ví dụ nha.
He decided to follow in his father's footsteps by choosing law instead of medicine for his major. Anh ấy quyết định sẽ theo bước cha mình bằng cách chọn chuyên ngành luật thay vì là học ngành y. Ok, tức là ở đây là ba của mình là theo ngành luật nên là cậu con trai cũng theo ngành luật luôn, đó là nối gót cha, đi theo bước của cha mình. He decided to follow in his father's footsteps by choosing law instead of medicine for his major. Law là luật này mấy bạn, instead of đó là thay vì, và medicine là ngành y học, và major tức là chuyên ngành ha. He decided to follow in his father's footsteps by choosing law instead of medicine for his major. He decided to follow in his father's footsteps by choosing law instead of medicine for his major. Rồi, cụm số 5 nha các bạn. To be a chip off the old block. To be a chip off the old block. Đó là con giống bố hoặc là giống mẹ như đúc. Cụm này thường sử dụng để mô tả việc đó là một người con có nhiều điểm tương đồng với người cha hoặc người mẹ của mình, và thường là trong việc di truyền về ngoại hình nè, về tư duy, về thái độ hoặc về tài năng từ thế này sang thế hệ khác. Ok, hồi nãy mình có cái cụm đó là cha con giống nhau, còn cái cụm này thì mình có thể sử dụng cho bố hoặc là mẹ ha. Ok, Mary is an accomplished pianist just like her mother, and she is a chip off the old block. Mary là một nghệ sĩ piano thành đạt giống như mẹ của cô ấy. Cô ấy rất là giống mẹ của mình. Ok, cái cụm đó là an accomplished pianist, tức là một nghệ sĩ piano thành đạt rất là giỏi. Và she is a chip off the old block, tức là cô ấy rất là giống mẹ của mình về cái tài năng này. Hoặc là giống về cái việc đó là trở thành một cái nghệ sĩ piano thành đạt. Mình nói lại nha. Mary is an accomplished pianist just like her mother. She is a chip off the old block. Mary is an accomplished pianist just like her mother. She is a chip off the old block. Ok, rồi cụm số 6 luôn nha các bạn. Cụm này cũng rất là hay nè. A spitting image of someone. Trông giống ai đó. Thường nó sẽ là giống về ngoại hình. Ok, hoặc mình cũng có thể dịch đó là hình ảnh phản chiếu của ai đó. Tức là nói về cái việc đó là ai đó rất là giống một người nào đó trong gia đình. Ví dụ như là con gái thì rất là giống mẹ nè, hoặc là con gái thì rất là giống bà của mình chẳng hạn, hoặc là con trai thì lại rất là giống cậu. Tức là một cái người nào đó rất là giống một cái người nào đó khác ở trong gia đình của mình. A spitting image of someone. A spitting image of someone. Mình lấy ví dụ nha. She is the spitting image of her grandmother. They both have blue eyes and dimples. Cô ấy là ảnh phản chiếu của người bà của cô ấy. Cả hai đều có mắt xanh và có má lúm đồng tiền. Ok, cái cụm đó là she is the spitting image of her grandmother, tức là cô ấy rất là giống bà của mình. Và have blue eyes là có mắt xanh, và dimples ở đây là má lúm đồng tiền. She is the spitting image of her grandmother. They both have blue eyes and dimples. She is the spitting image of her grandmother. They both have blue eyes and dimples. Ok, rồi, cụm số 7, cụm cuối cùng nha các bạn. To be in one's blood. To be in one's blood. Đó là một cái điều gì đó mà ăn sâu vào trong dòng máu của gia đình. Cụm này thường được sử dụng để diễn đạt về một cái việc đó là một cái người nào đó mà có một cái những cái đặc điểm nè, những cái kỹ năng hoặc là sở thích hay là một cái truyền thống nào đó của gia đình được thừa kế từ thế hệ này sang thế hệ khác. Mình ví dụ đơn giản thôi, đó là trong một gia đình mà có dòng máu nghệ sĩ đi ha, thì ví dụ ông là nghệ sĩ, ông là nhà văn đi, cái bố cũng là nhà văn luôn, con á thì thích ca hát, cháu khi mà đẻ ra nó cũng có những cái tài năng thiên về âm nhạc, về ca hát, về văn thơ. Tức là cái dòng máu nghệ sĩ nó chảy trong cái gia đình này từ thế này sang thế hệ khác vậy đó. Thì mình sẽ dùng cái cụm đó là to be in one's blood. To be in one's blood. Mình ví dụ nha. Law is in my blood. I'm a lawyer. And so is my father,
my grandfather and two of my aunts. Dòng máu luật sư chảy trong người tôi. Tôi là một luật sư. Bố tôi, ông tôi và hai người cô của tôi cũng vậy luôn. À, tức là nguyên một gia đình có rất là nhiều người làm luật sư luôn. Tức là nó dùng một cái điều gì đó mà nó trở thành truyền thống của gia đình rồi, và nó giống như là một cái dòng máu nó chảy trong gia đình của cái người này vậy đó. Okay. Law is in my blood. I'm a lawyer and so is my father, my grandfather and two of my aunts. Law is in my blood. I'm a lawyer and so is my father, my grandfather and two of my aunts. Ok, vậy thì đó là 7 cái cụm idioms về gia đình mình muốn chia sẻ với các bạn ngày hôm nay. Và các cái câu ví dụ mình hy vọng là nó sẽ có hữu ích với các bạn. Để mà học tốt hơn thì các bạn hãy ghi chú lại những cái cụm từ vựng này và ghi chú lại các câu ví dụ, và hãy ôn tập nó mỗi ngày để các bạn có thể nhớ nó lâu hơn, và có thể là hãy nói những cái câu này lên thật là nhiều lần để các bạn có thể phát âm nó thật là tốt và có thể nói nó ra một cách trôi chảy, để khi mà mình giao tiếp mình có thể sử dụng nó một cách tự nhiên ha. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video. Và nếu các bạn thấy video hữu ích với các bạn và các bạn thích xem những video tương tự như thế này thì hãy để lại dưới phần bình luận cho mình biết nha. Và hãy cho mình một like, một share để ủng hộ kênh của tụi mình nhé. Hãy bấm subscribe cho kênh của tụi mình, bấm follow và bấm vào nút chuông đó các bạn, để mỗi lần có video nó sẽ hiện thông báo về cho các bạn và các bạn sẽ không bị bỏ lỡ các video của You Speak English. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã xem video và ủng hộ mình trong video này. Cảm ơn các bạn. See you then.